Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Grab nha. Và trước khi bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay thì mình muốn xin phép các bạn được bật game Rookie Inventory lên để mình có thể đi khám phá trong thời gian sắp tới và mang những cái chiến lợi phẩm về một cách an toàn nha. Rồi, và hiện tại trước mặt mình đang có một con Reaper kìa. Mình đang trốn trong nhà để tránh sự tấn công của mấy cái con quái vật như vậy. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái bộ giáp trước nha, để mình có thể chiến đấu một cách an toàn hơn. Rồi, đầu tiên thì mình cần phải đổi những cái sắt ra những cái hạt sắt nè. Và từ hạt sắt thì mình có thể chế tạo ra những cái chainmail plate này. Đây là thứ giúp mình có thể chế tạo bộ giáp lưới ấy, mà cũng là bộ giáp mà mình định chế tạo đầu tiên trong thế giới này. Rồi, đầu tiên là cái nón nè, kế tiếp là cái áo, cái quần và đôi ủng. Rồi, như vậy thì mình đã chế tạo thành công rồi. Nhưng mà để mặc được nó thì mình cần phải nâng cái defense này lên cấp độ 4 lận. Đây, mình sẽ nâng nó lên cấp độ 4 luôn. Và giờ thì mình có thể mặc vào được rồi. Mặc đồ lưới gì nó sẽ mát lắm cho coi á. Oh, wow. Oh, bộ giáp mình nó còn cho mình một cái giáp màu xanh nữa kìa. Oh, giáp mình tốt ghê luôn. Rồi, được. Giờ thì mình sẽ lấy thêm sắt ra nè, và làm thêm một cái khiên nữa để có thể chống lại những phát bắn của con skeleton nhá. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy cái gỗ ra trước nè, đặt theo công thức như bình thường thôi. Và một cái sắt ở phía trên như vậy. Đó, có được một cái khiên luôn rồi. Giờ thì mình chỉ cần sách kiếm cũng như là một ít thức ăn và đuốc ấy để đi khám phá thôi ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ cất cái này vào, mang theo một cái bàn chế tạo nè. Cúp mình nó cũng gần hỏng mất tiêu rồi. Sắp tới thì mình sẽ chế tạo cái bàn để giúp mình có thể biến đổi chất lượng của cái dụng cụ lên ấy. Hiện tại mình có cây kiếm ở cái chất lượng là Legendary nè, rất là tốt. Còn cái cây cúp của mình thì là worthless luôn, không tốt tí nào hết á. Rồi, và mình còn thiếu một cái xô nữa để mình có thể múc nước. Đây, mình sẽ làm một cái xô nè, để mình có thể mang nước theo khi mà đi khám phá. Rồi, đã khá là đầy đủ rồi đó. Mang thêm một cái đá lửa, một ít than nữa. Rồi, giờ thì đi khám phá thôi. Ồ, may quá, con Reaper nó cũng despawn mất tiêu rồi. Trước khi đi khám phá thì mình sẽ ra thăm cái ruộng của mình, coi lúa mình chín tới đâu rồi ta. Wow, chín được vài cây rồi kìa. Được, được, đây là những cây lúa đầu tiên. Thu hoạch nè, thu hoạch. Và khi thu hoạch lúa thì mình cũng có nhận được kinh nghiệm đấy. Khá là tốt, khá là tốt. Rồi, ui. Ồ, cá gì nè. Ồ, sông của mình bây giờ còn có mấy con cá gì nữa nè. Ui. Cá Luli hả? Ui, mình giết cá mà lại được thêm Luli nè. Ồ, hay nha. Rồi, giờ mình sẽ vào trong coi coi cái này có nấu lên được không. Ồ, cái này nấu lên được luôn. Đi, một loại thức ăn mới, một loại thức ăn mới. À, tranh thủ lúc này mình coi coi còn gì chưa nấu không. Nè, mình còn thứ này nè, để mình nấu lên mình coi nó như thế nào nhá. Không biết cá này ăn hồi có nhiều cái đùi gà không ta. Rồi, cắt vào đi. Và xung quanh cái chỗ mình ở có rất là nhiều những nàng tiên bướm luôn á. Đây một nàng, đằng kia một nàng, và một nàng ở bên đây bay ra. Ui ui ui, con Reaper nó trốn mình hả? À, mình biết rồi. Nó định núp núp ở đó đợi lúc mình đi khám phá là nó ra nó nổ cái bùm ngay mình chứ gì. Đâu có dễ đâu. Rồi, nấu mấy cái thịt cừu lên coi. Mình có một cái này, một xíu mình sẽ ăn thử. Rồi, giờ thì đi khám phá luôn thôi nào. Và trong thời gian giữa hai tập á, mình có phát hiện được một cái tòa thành khá là gần nhà mình luôn á. Cách cái gò đất này là tới rồi nè. Giờ thì mình sẽ cùng nhau qua bên bển và khám phá luôn nhá. Rồi, mùi gì đây? Ui, zombie nữa kìa. Ban ngày thấy vậy thôi chứ nó xuất hiện quái đầy ra ấy. Ui, như con nẻ nó hiền khô hả? Ủa, nó còn sợ mình nên sao ấy. Ôi, nó sợ mình thì thôi. Đợi đâu nó quánh mình thì mình quánh lại liền á. Đằng kia có con zombie nhưng mà mình sẽ qua tiêu diệt nó, tại vì mình không muốn có những con quái xuất hiện. Ây, cái chỗ của mình. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác đi. Rồi, ở mỏm. Chỗ này có vẻ tối hả? Thắp đuốc lên. Rồi, đi tiếp thôi. Và cái tòa thành nó nằm. Ui, suýt nữa thì mình rớt xuống cái ravine rồi. Ô, may ghê á. Và bên cạnh cái tòa thành còn có một cái chỗ gì mà có mấy cái tơ nhện lấp đầy quá trời nè. Một xíu nữa thì mình sẽ xuống đây để khám phá sau. Và giờ thì trời cũng đang tối hả? Chắc mình sẽ tranh thủ mình lấy thêm ít cái len cừu đi, tại vì mình cần chế tạo một cái túi ngủ. Trời vừa sập tối thì mình sẽ đi ngủ liền. À, đặt cái bàn chế tạo xuống nè, làm một cái túi ngủ.
Đó, vậy là mình có thể ngủ ở khắp mọi nơi luôn rồi. Nhưng mà cái điểm spam boy của mình á vẫn là cái ngôi nhà của mình, rất là hay luôn. Rồi giờ thì đi thôi nào. Ủa, đây còn có cái gì nữa nè. Tự nhiên có cục đá cuội, đây là sao? Đây 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 đây, tòa thành ngay chỗ này luôn. Rồi giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào thôi. Ui, cũng có khủng long ở bên trong nữa hả? Ui, bắn hộp xí hộp xí hộp. Ra đây ra đây ra đây, có ngon thì ra đây, ra đây ấy da, ra đây. Ui, còn biết trèo lên cây nữa hả? Ui, đừng đừng có đánh nha khủng long. Ui, nó bắn nhầm con nhện rồi. Rồi tiêu diệt nữa nè, tiêu diệt nè, tiêu diệt nè. Ui, mấy con nhện này hung quá. Cúp đâu, cúp rồi, cẩn thận mới được. Đập lẹ đập cái con skeleton ra trước đi. Ra khủng long ơi, nó xuất hiện bây giờ. Ồ, đập đập spawner thì nó sẽ cho mình thêm đồ nữa, rất là tốt luôn. Rồi 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 rồi, vậy xong được cái spawner đầu, hai cái spawner đầu tiên. Giờ con ngủ được chưa? Vẫn chưa ngủ được. Một xíu thì mình sẽ ngủ ngay tại cái tầng dưới trước, và đánh xong tầng nào á thì mình sẽ thắp đuốc lên để cho nó đừng có xuất hiện quái nữa, rồi tranh thủ ngủ thôi. Ui, đây còn len nữa nè, một cây kiếm nữa. Mình sẽ mang theo một cây kiếm phòng nhá. Cúp thì mình, ôi cúp thì chắc mình sẽ cất cây này, cất bớt một cây đi, mang thêm một cây cho nó gọn thôi. Đó, và ui 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 ui. Ui, mình lỡ đánh nhầm khủng long rồi. Ui, mà nhưng mà rơi ra thịt nè, khá tốt á. Thì mình sẽ cất những thứ không cần thiết vào đây. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Rồi, ngủ một giấc nào. Ủa, chưa ngủ được nữa hả? Trời, đang bị rán hay sao ấy, thấy hơi cam cam nè. Thôi, nếu chưa ngủ được thì mình sẽ đi lên hay đi xuống ta. Ui, dưới này hết đường rồi, nhưng mà cũng phải cắm đuốc lên. Rồi, đi lên tiếp thôi. Ui, đang khát nè, làm ngộm nước coi. Tiếng ấy da, chơi mà cắn lén, chơi mà cắn lén. Ây da, nó cắn hết cái giò của mình rồi. Ui ui, ô nó tầng trên nó đi xuống á. Ô đông quá, bị kẹt rồi kìa. Ui, mình bị trọng thương rồi, bị thương ngay phần chân rồi. Bị thương thì chiến đấu thì sẽ không có tốt ấy. Uống miếng nước nữa. Rồi, làm liều luôn chứ sao giờ. Mà mình cũng phải cẩn thận á. Cẩn thận, tôi cẩn thận không thôi là nó bắn vô bằng đầu ấy, nó cao hơn mình á. Dám này, dám quánh mình hả? Ui, trên đây đông vậy, nguyên một đàn luôn. Rồi rồi, vô đánh đi zombie baby. Đúng rồi, vô đánh đi, để tiêu diệt cái mấy tên ở ngoài trước. Rồi bắn ra đi, bắn ra đi. nội chiến skeleton rồi. Nội chiến nè. Ui, nó rơi ra bát súp kìa. Hình như bát súp đây là bát súp hồi máu á. Dạ. May mà có khi mình đỡ được rất là nhiều phát bắn luôn. Chặn ở đây đừng cho nó đi lại cho mình. Rồi, bandit. Ô, nó quá trời thứ giúp mình có thể hồi máu nè. Ô, tốt tốt tốt. Để coi coi, mình sẽ lấy tạm một cái rương để mình cất đồ, lỡ mà tòa thành này có sập xuống á, mình còn đồ mang về. Mình có một cái rương nè. Mình sẽ ra ngoài và cất đồ. Lấy đồ trong tòa thành đem ra ngoài cất. Vậy cho nó an toàn. Rồi, cất vô đây nào. Đầu tiên là cất bandit nè. Hết đất á. Ô, cái này làm dụng cụ y tế nè. Ồ, hay nha, cất vô. Redstone. Ồ, redstone giờ mình chưa có đào được ấy, cho nên nếu có thì mình sẽ để dành luôn. Nè, cái bát súp hồi máu nè, nhưng mà mình không cần dùng đâu, mình sẽ lại cái nàng tiên bướm á để hồi máu cho nó tiết kiệm. Rồi giờ thì về nhà chữa trị vết thương trước cái đã. Ở đây thì mình không thể nào ăn để cho nó hồi máu là được đâu, phải có cái hiệu ứng hồi máu á thì nó mới có thể tăng cái lượng trái tim của mình lên được. Giờ thì về nhà ngủ một giấc để trị vết thương trước nha. Rồi sau đó đi lại cái nàng tiên bướm để cho nó hồi đầy máu luôn. Rồi vừa về tới nhà đã sập tối luôn rồi nè. Rồi ngủ thôi, ngủ thôi. Ngày đầu chiến đấu hơi bị mệt nhưng mà không sao, dù sao thì cũng an toàn quay về nhà rồi. Về tới nhà rồi. Và mình sẽ đi tìm cái nàng tiên bướm coi. Ui, ui cái đuốc mình tắt queo rồi. Để mình lấy cái matchbox theo cái đã.
Đây đây đây, để thắp cây đuốc này lên lại thì mới có thể cắm tiếp được ấy. Đó, ổn rồi. Nàng tiên bướm đâu rồi ta? Đây đây đây, nàng tiên bướm đây, nàng tiên bướm đây. Không biết nhảy xuống có mất máu ra. Đó, có hiệu ứng hồi máu rồi nè. Và vết thương của mình cũng đã lành rồi. Giờ thì tiếp tục chiến đấu thôi. Có mấy nàng tiên bướm kế nhà cũng tiện ghê luôn á. Rồi, quay trở lại và cắt bớt đồ thêm thôi nào. Để coi. Và sau khi mình thức dậy á thì trời sáng sẽ có lớp sương mù như vậy. Nó hơi khuất tầm nhìn một xíu nhưng mà một hồi nắng lên là nó bớt lại à. Hạt giống thì... Ui, hạt giống mà cũng có nhiều cái vậy đó hả? Season hình như có mùa luôn á. Hạt giống nó trồng theo mùa thì nó mới mau lớn được. Thực tế ghê luôn. Rồi cắt bớt nào. Thang mang theo một hồi mình còn làm đuốc nữa chứ. Cobblestone mình sẽ mang theo để chặn những cái đường vào của mấy con quái. Cá thì cắt vô đi. Nước thì không cần đâu, một xíu mình uống nước trong xô cũng được. Như đây đủ đồ chưa ta? Ok, tầm này đủ đồ đó. Rồi giờ thì đi tiếp thôi. Trong tầng dưới hình như còn đồ nữa nhưng mà đồ không có tốt, thật ra bỏ qua cũng được. Mấy tầng cao cao trên kìa mới có đồ xịn. Và mình cũng có một cái cách này để lấy đồ á. Có thể nói là hơi ăn gian một xíu nhưng mà mình sẽ đào men theo cái đường này nè. Lên trên, cứ ngang cái tầng nào có gương á thì mình chỉ lấy đồ thôi. Rồi mình đi tầng khác. Như vậy thì không có chạm trán mấy con quái nhưng mà nó lại mất vui rồi. Rồi giờ mình sẽ đập cái này ra. Không biết nó có despawn bớt chưa nữa. Ui nó đông vậy, ái da. Ui. Ui dưới còn con nữa. Ui các bạn thấy nguy hiểm chưa, bắn một phát vô đầu mình kìa. May mà mình có giáp á, không thôi hồi nãy là bị one shot rồi. Nè nó bắn vô, mất hết một trái tim bằng đầu của mình rồi nè. Ui đâu vậy, dồn mai nè. Ui xuống tới dưới tìm mình luôn chứ. Ui kiếm thôi. Kiếm. Nè có kiếm mới. Rồi luôn. Ây da, một phát vô đầu nữa. Cái tên này bắn chuẩn mày. Vô đầu mình hoài à. Thôi, về nhà chị thương thôi. Giờ cái đầu của mình nó chỉ còn có một trái tim nữa. Một hit vô đầu nữa. Là tự chọn liền. Về nhà chị thương liền. Ui đây là một cái tàu thành nhỏ thôi đó mà mình còn chưa có thể nào đi lên tầng 2 dễ dàng được. Bởi vì giáp mình còn khá yếu á, sau này mình cần phải nâng cấp giáp lên nè. Cũng như là có được vũ khí xịn thì mới có thể đi những cái tàu thành dễ dàng hơn được. Rồi, nàng tiên bướm đâu ta? Đừng nói bỏ mình đi nha. Ủa đâu rồi? Làm ơn. Thôi mà. Ôi. Mình mới nghe tiếng. Cũng khá là gần đây á. Ủa này tiếng bướm. À đây. Này tiếng bướm đây. Mà bay cao quá vậy. Ủa mình đang khát nước nữa. Uống miếng nước vô cho đỡ khát coi. Rồi. Ui có gì đây? Con gì vậy? Bò cạp. Bò cạp đòi mà tắm hả? Bò cạp mà cũng đi tắm. Rồi, tiêu diệt luôn. Bò cạp nè, rồi. Làm những cái đồ mà nó rơi ra. Ôi nàng tiếng bướm đi đâu rồi ta? Ủa mình nhớ chỗ mình nhiều nàng tiếng bướm lắm mà. Đây, nàng tiếng bướm đây nè. Rồi, lại đây để hồi máu thôi. Chữa chạy nào nàng tiếng bướm ơi. Ủa sao chạy hoài vậy? Giỏi à. Mà đừng có bay nữa mà. Cảm ơn. Ôi. Cung chuông cho mình hồi máu đi. Rồi kế bên rồi nè. Đó, chữa trị vết thương lại nào. Đó, mình đang hồi lại vết thương. Ui, sao chữa có chút xíu vậy? Chữa cho hết luôn đi. Chữa có một xíu thôi vậy. Chữa lỡ chữa rồi chữa cho hết luôn. Rồi. Lại đây để hồi máu tiếp nào. Nàng tiên này kỳ ghê luôn á. Lỡ chữa thì chữa cho người ta hết luôn đi. Coi nào nó, phần đầu mình đang lành lại từ từ kìa các bạn. Rồi, đầu lành vết thương rồi. Chỉ tiếp tục chiến đấu thôi. Nhưng mà chả hiểu sao mấy cái con quái trong đây á cứ nhắm vào đầu mình quánh thôi. Cứ gặp skeleton là may mình có khiên á, chứ nãy giờ không thôi là mình ngỏ mấy lần rồi á. Rồi trở lại và trả thù thôi nào. Nãy giờ dám bắn vô vùng đầu của mình ha. Bắn vô vùng đầu lỡ headshot người ta thì sao? Làm một miếng thịt bò nè. Rồi lên trên. Bây giờ nó bớt chưa nữa. Thủ sẵn cây đuốc nào.
đánh nhanh, đánh nhanh, đánh nhanh. Ây da, nữa, lên vô đầu nữa. Oh my god. Ui, có khi nào bắn bắn bớt chính xác hơn được không? Bắn chính xác mày ai chơi lại chứ. Bắn mới gặp là lại bắn vô đầu mình nữa. Một cái quần lưới. Mình cũng có thể thay quần lưới được á. Đây, mặc tạm cái quần mới đi. Rồi lấy những thứ cần thiết thôi. Đi tiếp, đi tiếp. Ui, và mình hiện tại mình cũng đang khát nữa nè. Mình sẽ đổ cái xô nước này ra, làm ngộm nước trước cái đã. Đó, sau đó múc lại. Vậy cho nó nhanh. Mặc dù uống nước suối nó không tốt nhưng mà trên đây nhiều skeleton vậy. Ô, chạy thôi, chạy thôi. Ở dưới mình đập spawner chưa? Ở dưới mình đập rồi, tốt quá, tốt quá. Đúng rồi, hỗn chiến đi. Ui, con kia có hiệu ứng nữa kìa. Có con có hiệu ứng nữa. Đúng rồi, lọn lọn lên đi, lọn lên đi. Đúng rồi, mình sẽ nhân lúc này á để mình tiêu diệt mấy con này nhá. Rồi. Ê ha. Ui, lại một phát vô đầu nữa ha. Mình nghĩ là mình nên thực hiện phương án 2 rồi đó các bạn ơi. Và nếu muốn sử dụng... Ui, đâu một con đây vậy? Như tên này bị rớt xuống. Và nếu muốn sử dụng cái vật phẩm trị thương á thì mình cần phải nâng cái dòng magic lên. Để coi nào, cái này magic cấp độ 4 lần hả? Ok luôn, nâng luôn đi, trước sau gì cũng phải nâng mà. Đó, cấp độ 4 rồi nè. Mình sẽ sử dụng cái... đây, blaster. Rồi, quấn thôi. Đó, quấn cho phần đầu mình lại lại. Yay, đầu nó hết thương rồi. Giờ thì có thể chiến đấu thoải mái rồi đó. Úi dồi. Xuống, xuống đây kiếm mình hả? Rồi, ổn, ổn, ổn. Đi tiếp, đi tiếp. Ui, có cần phải chặn đường như vậy không? Chặn, dám chặn đường mình. Ồ, còn có con quái ẩn bên trong nè. Dạ, dạ, dạ. Ui, con quái nó mạnh quá, nó quánh một lần nha. Làm nó đau tay mình luôn. Cắm đuốc lên nè. Dạ. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ui, sao chỗ này mình thấy ngày càng đông vậy ta? Bắn nhau đi, bắn nhau đi. Đừng có bắn mình nữa. Bắn nhau đi. Ui, con kia nó đặt cái tơ nữa chứ. Ổn, ổn, ổn. Rồi, tiêu diệt được một con. Ui, ui, bắn nhanh, bắn nhanh. Giờ mình không thể nào mà buông cái khiên ra được luôn ấy. Buông ra nó bắn mình liền. Không buông được, không buông được. Rồi trở lại và trả thù thôi nào. Nãy giờ dám bắn vô vùng đầu của mình ha. Ôi, chiến đấu như vậy mà còn không có chống lại mấy cái tên này luôn ấy. Cực kỳ mạnh luôn. Ôi, đã vậy còn xuất hiện nhiều nữa. Có vẻ... giờ mình sẽ cố gắng chiến đấu thêm một lần nữa thử xem. Nếu mà lần này mình thất bại nữa thì mình sẽ áp dụng phương án thứ hai nhá, là đập block và đi men theo cái chiều cao của tòa tháp nào để lấy đồ thôi. Còn mấy con quái thì mình sẽ hạn chế đánh nhau với bọn chúng. 6 and a half hours later. No. Em xin cáo lui, em xin cáo lui, em xin cáo lui, mấy anh bắn vui vẻ nha. Sân chơi của mấy tên skeleton này các bạn ơi. Bắn miệt mài luôn chứ. Mình có cách núp sâu. Ui, phần đầu mình yếu lắm rồi. Rồi bắn nhau đi. Bắn nhau nè. Ở trên đó hả? Gì núp sau cây rương. Leo leo. Bắn hả? Ôi, như vậy thì không ổn rồi. Ôi, cái đầu của mình nãy giờ ăn hai mũi tên rồi đó. Hai mũi tên chí mạng vào đầu rồi. Ôi, mấy cái tên này khỏe thật. Và bắn cũng hay nữa chứ. Mình không hiểu sao mấy tên này có thể ngắm chính xác đến vậy luôn. Ui da. Lại nữa hả? Dạ. Đừng mấy anh ơi. Được nào, bình tĩnh nào. Rồi trở lại và trả thù thôi nào. Nãy giờ dám bắn vô vùng đầu của mình ha. Đây.
Các bạn thấy rồi đấy, giờ mình chỉ gặp mấy con zombie skeleton nhện bình thường thôi, chưa gặp boss ấy. Còn boss thì chỉ cần búng tay một phát là mình nằm rồi. Huống hồn gì là đánh nhau. Cho nên giờ thì mình sẽ cố gắng lấy nốt cái rương của cái tầng thứ ba trước cái đã, rồi sau đó mình sẽ men theo chiều cao để lấy đồ hết của cái tòa tháp này nhá, trừ cái tầng cao nhất, tại vì tầng cao nhất có boss, lỡ mà mình mở rương ra là boss nó xuất hiện là mất hết luôn á. Rồi lên tầng trên để lấy đồ thôi nào, vẫn chưa có thể nào lấy hết đồ trong cái rương được, khó chịu thật. Cái khiên mình cũng gần hỏng rồi kìa. À con nhện vậy mà cũng bắn chúng. Ê mình yếu rồi, chuẩn bị chạy nè. Khiên rồi. Ây da. No. Thôi. Quăng. Còn vết thương sau phần đầu vẫn còn rất là yếu, mình sẽ quấn thêm một cái nữa. Rồi, một lần nữa. Rồi, vết thương đã lành rồi, lên chiến tiếp thôi. Ui, mà quên nữa. Ây da. Ui, mình mất cái khiên rồi chứ. Ui, mà trời. Mà trời không có rơi ra đồ nữa. Ui, làm sao để mình có thể lấy đồ trên cái đường kia ta. Khó đây. À, mình có cách rồi. Cái gương ở đây đúng không? Đúng luôn. Rồi xong lấy đồ được rồi, chạy thôi. Ok, không sao, dù sao mình cũng có đồ mang về là vui rồi. Bây giờ chiến đấu nguy hiểm quá. Mình có một cái cung gì nè. Unbreaking bar và scope. Ô, có ống nhắm luôn hả? Cung mà có ống nhắm luôn nè. Wow, cung thứ dữ rồi, cung có ống nhắm luôn. Rồi những gì mà mình tìm được trong cái tòa thành mình sẽ cho vào trong đây nhá. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu thêm một cái chuyến khám phá nữa về phía cái cây cổ thụ mà mình tìm được trong thời gian trước ấy. Tại vì mình thấy cái cây đó khá là to đó, cho nên bây giờ mình sẽ quan bển và khám phá ở xung quanh chỗ đó luôn. Nhưng mà trước khi đi thì mình cần phải uống ngậm nước trước đã, đang khát nước. Đó, đỡ khát hơn rồi. Giờ thì qua quan bển và khám phá luôn thôi. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã di chuyển tới cái cây cổ thụ rồi nè. Wow, cái cây nó bự chưa. Và phía dưới mình nghĩ sẽ có quái ấy, tại vì ở dưới nó tối thui kìa. Để mình lại gần xem coi. Ủa, đúng luôn, ở dưới có zombie chờ sẵn rồi. Mình đang bị nóng nè, mình sẽ lại đây để uống miếng nước cũng như là tắm coi. Đó, khát đỡ khát rồi, giờ xuống nước đây cho nó mát lại một xíu rồi chiến đấu với con zombie nữa. Và mình chưa có kịp chế tạo thêm cái khiên, một xíu về nhà chế tạo sao cũng được. Tại vì mấy con zombie nó không nguy hiểm cho lắm ấy. Mình chỉ... Ui, hình như có cái con có hiệu ứng rồi. Đúng rồi, có cái con có hiệu ứng ở phía sau kìa. Mấy con này mình sợ mình quánh thế nào cũng bị ăn trộm vũ khí nè, hoặc là quăng tơ nhện. Đó, đúng luôn, mấy con này chuyên gian trộm vũ khí ấy. Ui, hết trộm vũ khí, người ta rồi tới quăng tơ nhện nè, kì. Oh my god. Nhưng mà mình cần phải nâng cái attack lên cấp độ 8 hả? Sharp nợ 2. Wow, sắc bén 2 lần các bạn. Ok, mình sẽ nâng cái này lên cấp độ 8 coi có đủ không. Ôi, đủ luôn nè. Wow, xong đời mấy con zombie dưới này rồi. Ô, con nhện, bình tĩnh nào. Nhện, ui, con nhện giống như con zombie nha. Ui, làm gì nó nhanh vậy? Con nhện làm gì mà chạy nhanh vậy? Ui, nhện chạy nhanh kinh khủng luôn á. Và rơi ra cái gì nè? Một cái xẻng à. Ui, cái này vũ khí à. Ui. Nữa hả? Ây da, ui, bị cháy. No. Ở trong đây á, tốt nhất là bị cháy là nhảy xuống nước liền. Tại vì nó sẽ làm mất máu phần đầu của mình ấy. Ui, đánh con này toàn ra đồ xịn không thôi. Trừ cây này ra. Cây này nó bị giảm tốc độ đánh rồi. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là kiếm sắt nên cũng tốt hơn cây kiếm đá hồi nãy của mình. Rồi, có vẻ con này đã đỡ nguy hiểm hơn rồi đó. Ui, chưa đâu, vẫn còn quái nha. Mấy con nhỏ này dám tấn công mình hả? Rồi, ok, ổn hơn rồi đó. Bên kia còn vài con nhện là xong rồi. Vậy là cái cây này đã trở lại bình yên rồi. Khi nào rảnh mình sẽ lại đây dọn dẹp một xíu và dọn qua đây ở cũng được. Cái tán cây này rất là bự luôn nè. Mình sẽ đánh con này, đánh con nhện này đi. Nhện nè, một con nữa. Ok, khá hơn rồi đó.
và dưới đây có một cái hang á. Không biết có nên xuống dưới không ta? Giờ thì mình hết đốt mất tiêu rồi. Hết đốt đi khám phá mấy chỗ tối tối gì hơi nguy hiểm. Mình sẽ thắp nó lên bằng cái matchbox này cái đã. Đây được 3 cây nè. Rồi đi coi coi ở đây còn cái công trình nào không để mình khám phá nó luôn. Không biết bên trong cái cây này có cái gì không ta? Chưa, để mình dùng cây rìu mình đập vô trong thử coi. Nếu trong đây mà có cái gì mình nếu là rộng á thì mình sẽ vô ở luôn. Có vẻ trong đây là nguyên một khối đặt rồi, không có rỗng á. Bỏ qua. Chặt không biết chuyện nào mới vô với bên trong luôn á. Ui, bên kia có cái nhà nữa kìa. Trên đây là cái thác nước. Bên kia có một cái nhà hả? Để mình thử qua cái nhà đó coi như thế nào. Mình có bánh mì thì mình sẽ ăn tạm bánh mì cũng được nè. Đổi khẩu vị đi, ăn bánh mì đỡ. Rồi. Có cừu, có bướm. Đằng kia có ngựa. Chắc sắp tới mình sẽ thuần phục một bé ngựa đi để mình có thể đi khám phá xung quanh dễ dàng hơn cũng như là đỡ tốn thức ăn hơn ấy. Wow, có trứng nè, vậy làm trứng trứng rán thôi các bạn ơi. Rồi. Wow, bên đây có thêm bò nữa nè. Khu vực mình đang sống có rất là nhiều bò luôn. Mình không hiểu tại sao nhưng mà có rất là nhiều. Ui. Ngôi làng đúng không? Hình như dấu hiệu của ngôi làng nè. Có những cái hiệp sĩ bảo vệ bên ngoài nè. Chuẩn luôn. Nghe tiếng thời gian nè. Wow. Ý anh nhắn làng. Vào rồi. Khoan kìa. nhưng mà khoan, mình chưa có cúp sắt. Mình phải có cúp sắt thì mới có thể đào được vàng. Đất. Ôi đây có sắt nè. Có vàng luôn. Và trên người mình cũng còn 6 cái phôi vàng. Phôi sắt nữa chứ. Vậy là mình có thể xin cái khối này mang về rồi. Với một block vàng như vậy thì mình sẽ có thể chế tạo được rất là nhiều thứ luôn ấy. Giờ thì mình sẽ qua đêm chung với mấy nhân làng ở đây đi. Có mấy hiệp sĩ bảo vệ luôn. Thì cứu mèo. Rồi bên cạnh đó thì mình cần phải chẻ ra thêm một ít củi nữa để làm cái que ấy. Đây chẻ củi thôi. Rồi đặt cái ván xuống. Chẻ tiếp một lần nữa. Bụp. Rồi. Và sau đó mình sẽ làm một cây cúp sắt. Nâng cái mining lên cấp độ bao nhiêu thì mới có thể đào được khối sắt ta. Để mình lại thử coi. Hy vọng cấp độ này có thể đào được rồi. Phải lên cấp độ 8 thì mới có thể sử dụng được đồ sắt. Ok, nâng lên luôn, sợ gì. Rồi, mining mình đã lên cấp độ 8 rồi nè. Ui. À đây, nó còn. Tưởng đâu mất rồi chứ. Mình sẽ vứt tạm cái này ra bên ngoài, nhặt cái này vào và trả lại cái hàng rào cho mấy anh nhân làng ấy. Đó. Nãy mình lấy đây, trả lại anh nhá. Rồi ok, quê rồi. Và với cái khối vàng này mình có thể đổi ra vàng nè, và mình có thể chế tạo thêm một vài thứ nữa. Và một thứ rất là cần thiết cho mình luôn, đó chính là cái backpack ấy. Để xem coi công thức của cái backpack đây. Nó chỉ cần da bò nè, một cái cối len thôi là được rồi. Chị vậy mình có thể chế tạo được backpack rồi đó. Bên cạnh đó thì cái ngôi làng này còn có sắt nè, một ít vàng. Thịt thì chắc không tới nỗi nào cần quá đâu. Nhưng mà mình cũng sẽ lấy khoai tây về để trồng nè. Thịt gà thì không cần đâu. Táo thì sẽ mang về. Rồi ok đó. Bên đây có cái vàng này, không biết mình có thể lấy được chưa ta. Vạt lấy được. Cái gỗ này thôi mình chẻ củi luôn đi, để dành mình làm que mình còn xài nữa. Rồi ok, vậy là ổn rồi đó. Và bên đây còn một ít cái quặng vàng, mình sẽ mang về nhà luôn. Bỏ thì phí lắm, tại vì mấy nhân làng này cũng đâu có dùng tới đâu. Mình sẽ vứt bớt cái mắt nhện nè. Rồi ok, bye bye mấy nhân làng, mấy anh hiệp sĩ nha. Bye bye nàng tiên nha. Rồi giờ về nhà thôi. Vô tình gặp được một ngôi làng luôn á, cũng khá là gần nhà mình. Giờ thì mình sẽ đi thêm một đoạn nữa. Buổi sáng thì còn khá là nhiều sương mù. Làm một ngụm nước trước khi đi coi. Chưa quan sát kỹ, lỡ xuống đang uống nước mà hai quái nó quánh thì chạy không kịp đâu á. Vứt bớt cái gì ta. Thứ nào cũng cần thiết hết á. Nhưng mà mình sẽ cầm cái thức ăn này lên trên tay đi đó. Sau đó mình sẽ uống nước. Và cái kiếm của mình chắc mình có thể vứt được rồi đó. Vứt đi, kiếm dởm quá, kiếm đá. Rồi uống nước thôi. Đặt xuống đó, uống cho đỡ khát nè. Và phía trước của mình lại có một ngôi nhà nữa ta. Ui, nhà này sang vậy. Chơi lưu ly là máy luôn. Một cái nhà sang chảnh nha. Ui, có vẹt nữa nè. Nhưng mà mình đâu có hàng giống đâu.
Đã vậy thì thôi, lấy về luôn, ngại gì mà không lấy. Gì? Ủa? Tự nhiên đặt cái đuốc redstone ở đó làm chi vậy ta? Đáng ra nếu muốn kích hoạt cái đuốc redstone đó thì phải để ở bên ngoài thì nó mới phát sáng được chứ. Kỳ lạ thiệt. Tạm thời thì mình sẽ lấy một ít về thôi, lấy nhiều quá cũng đâu có dùng tới đâu, mình chỉ mang về phòng ngừa thôi à. Đó, ổn ổn, vậy là mình có được 18 cái khối lưu ly nè. Rồi, đi tiếp thôi. Giờ mình sẽ đi về hướng bên đây một xíu đi, rồi sau đó tìm đường về nhà sau. Ồ, đi được một đoạn thì mình phát hiện ở đây có một pho tượng gì nè. Nhưng mà có cái đầu của mấy con skeleton ấy, cho nên bây giờ mình sẽ mang về luôn nhá. Biết đâu sau này những cái này lại hữu dụng á. Rồi, mang về tự dưng được ba cái đầu của skeleton luôn. Và không còn gì hết á. Rồi, giờ thì tiếp tục đi thôi. Kế tiếp thì mình sẽ ra đây để múc một xô nước và uống một miếng nước trước cái đã. Sau đó mình sẽ vào trong nhà và cho cái xô nước này vào cái vạt mình vừa nhặt được nha. Rồi, vô đây tắm thôi. Bồn tắm trong nhà các bạn ơi. Rồi, giờ vừa tắm vừa chế tạo thôi nào. Mình có một ít vàng ở đây nè. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái ba lô để mình có thể thuận tiện trong việc khám phá trong thời gian sắp tới. Đây, một cái backpack rồi. Và khi sử dụng backpack á, thì mình không có mặc giáp được ấy. Cởi cái áo giáp ra, đặt cái backpack xuống nè. Sau đó thì mình sẽ cho đồ vào trong đây thôi. Mình sẽ cho những thứ quý giá của mình ấy, như là sắt vàng, ender pearl nè. Rồi còn cái gì quý nữa ta? Lily chắc cũng quý á. Rồi, tạm cho những cái thứ này vào trong cái backpack. Sau đó mình sẽ lấy và gắn vào trong người mình nhá. Búp. Ten ten. Ui. Tắm. Dạ, nóng quá. Rồi. Như vậy thì mình đã có được một cái backpack rồi nè. Nó ở sau lưng mình nè các bạn ơi, nó cũng cho mình được một xíu giáp nữa ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ ăn vô một miếng coi nào. Và bên cạnh đó thì mình sẽ chế tạo thêm một dụng cụ để mình có thể cưa cây ra nhá. Đó chính là một cây cưa. Rồi, giờ thì mình sẽ làm một cây cưa bằng sắt luôn thôi. Nhưng mà mình cần phải có cái gathering cấp độ 8 lận. Đầu tiên thì mình sẽ lấy que ra nè. Lấy sắt trong cái ba lô ra cái đã. Lấy sắt ra. Rồi, mặc ba lô lại. Và mình sẽ đặt theo công thức như vậy. Wow, một cái cây cưa nè. Coi mình có thể cưa được chưa? Hình như gathering mình... Ủa, mình mới cấp 4 thôi. Chưa, nhiệt độ đang giảm lại cho nó giảm hẳn luôn đi. Mình sẽ lấy mấy cái khối gỗ ra coi. Rồi, tạm thời mình sẽ đặt trước một khối như vậy. Sau đó mình sẽ nâng cái gathering này lên cấp độ 8 luôn coi. Để coi lên được 8 không nha. Wow, may quá. Mình sẽ cưa... Ủa không? Coi nào. Ồ, được nè. Wow, cưa rất là nhanh luôn á. Đặt xuống đây. Thay vì đặt dưới, mình có thể cho vào bàn chế tạo không ta? Ồ, cho vào bàn chế tạo cũng được luôn. Tuyệt, vậy cho vào bàn chế tạo đi cho nó gọn. Khỏi cần phải đặt ra ấy. Tổng kết trong ngày hôm nay á, thì mình đã có một chuyến khám phá xung quanh ở của mình, đánh chiếm được 3 tầng đầu của cái tòa tháp và nhặt được một cây cung có cái dòng scope luôn. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng nó thêm một lần nữa cho các bạn xem này. Mà khoan. Và đối với cái nàng tiên bướm này á, mình sẽ được hồi máu miễn phí từ nàng tiên này. Và ngược lại, mình sẽ bị mất máu hoài khi mà dám động vào người của nàng tiên ấy. Cho nên tốt nhất là không nên đụng vào người nàng tiên bướm nha. Và ngoài ra thì mình cũng đã có được một cái backpack rồi. Đó, hiện tại mình đang quải nó sau lưng nè, nhìn rất là đẹp luôn. Có thể đặt xuống bất cứ khi nào mà mình thích ấy. Đặt xuống, lấy lại, rất là tiện. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình khám phá xung quanh nơi ở của mình, cũng như là mở rộng cái căn nhà bé xíu của mình lên nhá. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.